Vâng, xin kính chào các bác nhé. Ngày hôm nay em lại quay lên cho các bác một chiếc xe Vios đời 2015. Với cái dòng Vios thì nó khá được nhiều người ưu chuộng rồi. Tất cả những cái doanh nghiệp taxi cũng như là dân mua tiêu dùng đến dân văn phòng đều biết dùng, đều có thích, sở thích là dùng cái Vios này. Vì Vios nó là cái dòng xe của Nhật. Nó là dòng gọi là bền bỉ, tiết kiệm và đồ đạc thay thì cũng khá là dễ các bác nhé. Chính vì vậy mà rất nhiều được nhiều người ưu chuộng. Và hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một chiếc xe Vios đời 2015 bản Nimo 1.3, và chiếc này thì đã lên đầy đủ hết rồi. Gương kính chỉnh điện đầy đủ các bác nhé. Có cả gập điện luôn, gương kính chỉnh gập điện đấy. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 315 triệu đồng thôi. Đây em cho các bác xem từ cái chi tiết này, gương chỉnh điện này. Chỉnh ra đúng không ạ? Chỉnh vào đúng không ạ? Chỉnh xuống và chỉnh lên, tiếp tục thì bên kia chỉnh lên, chỉnh xuống, chỉnh ra, chỉnh vào, đầy đủ luôn. Và nó có cả chế độ gập gương luôn ạ. Đây các bác nhé, gập gương. Đấy, rất là tiện lợi cho chúng ta khi chúng ta đi đường hẹp, chúng ta gập gương vào hoặc chúng ta đỗ lại gập gương vào, rất là tuyệt vời. Nội thất thì rất là đẹp, sạch sẽ. Ghế thì trang bị một ghế da màu vàng. Trần thì trần ni lông, trần lý là bọc ni lông rồi nhá. Xe rất sạch sẽ luôn. Vâng, em đang bán với giá là 315 triệu đồng thôi các bác nhé. Một chiếc xe Vios 315 triệu đồng. Xe thì được trang bị màn hình Android 10 inch, cũng khá là đẹp. Và được kết hợp với cam lùi. Kết hợp cam lùi cũng rất là rộng rãi đúng không? Đấy, cam lùi rất là nét luôn nhá. Nhìn cả khung cảnh luôn, rất là nét. Điều hòa thì khá là mát. Đây em đang bật, đang nổ máy và điều hòa đây. Điều hòa thì điều hòa cơ thôi. Đấy, hoa cơ, chỉnh cơ. Rất mát luôn. Xe được trang bị cái vô lăng thì cũng như các con khác thôi, và có túi khí ở vô lăng. Rất là tuyệt vời như vậy nhá. Đầy đủ. Vâng, xe em đang cho các bác xem về phần nội thất chiếc xe. Và bây giờ em sẽ quay ra ngoài để cho các bác xem một cái vòng ngoài chiếc xe, xem là xe đời 2015 các bác nhá. Vâng, thưa các bác, thì một chiếc xe Vios màu trắng đời 2015. Các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì cứ liên hệ với em nhé. Xe bản 1.3 và form mới rồi các bác nhé, form mới rồi. Xe này khá là đẹp và chất. Xe bao zin nữa các bác nhé, không bị đâm đụng, không một lỗi nhỏ luôn. Xe cho dù là xe đó là cái dòng xe taxi ra nhưng mà không lỗi nhỏ luôn. Form dáng rất là đẹp và căng mọng. Vâng, bên em đang bán với giá là 315 triệu đồng thôi các bác nhé. 315 triệu đồng một chiếc xe Vios đời 2015. Các bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em nhé. Và em đang bán cái dòng xe này là đang bán với giá là 315 triệu đồng. Và chiếc xe này thì bên em cũng hỗ trợ cho các bác là trả góp được 50-60%. Gương thì được tích hợp xi nhan trên gương rồi các bác nhé. Gập gương đầy đủ. Để cho bác xem qua về cái phần nội thất đây. Keo chỉ chiếc xe này thì em bao zin cho các bác luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Nội thất các cái tablu được nguyên bản hết. Và ghế thì bên em vừa bọc lại một bộ ghế mới đúng không nhá. Bọc lại bộ ghế mới luôn. Ở bên em thì có khoảng tầm gần chục chiếc xe Vios như thế này các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua chiếc xe nào thì bên em sẽ hỗ trợ và bán cho các bác xe đấy. Bên em có đủ màu luôn, màu trắng, màu vàng cát, màu đen. Đấy, đủ cũng là 3 màu nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua. Và chiếc xe này thì nó tuy là nó chạy dịch vụ ra nhưng mà nó còn khá là đẹp đúng không nhá, khá đẹp. Và đặc biệt thì nó không bị lỗi. Các bác mà mua chiếc xe này về chạy gia đình cũng khá là hợp lý nhá. Khá hợp lý luôn các bác ạ. Vâng, vừa rồi thì em giới thiệu cho các bác một chiếc xe Vios đời 2015 bản Nimo. Và đã lên gần như là kịch rồi các bác nhá. Và bên em đang bán với giá là 315 triệu đồng thôi. Các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhá. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác.